quê hương ta Việt Nam, quê hương ta giờ lấy sức khỏe của nhân dân ta, giờ lấy những người mà ta yêu quý. Việt Nam, quê hương ta, con người như một đồng lòng chung tay theo lời Kinh Vũ để ngày chiến thắng Corona. Chúng tay theo lời Kinh Vũ, ngày chiến thắng.